Hôm 20 tháng 11, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị nhân sự cho nội các mới. Tại Westminster, bang New Jersey, ông Trump đã gặp hai người trung thành nhất của ông trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Đó là cựu thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani và thống đốc bang New Jersey Chris Christie. Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence nói với hãng Fox News rằng ông Mitt Romney, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa thất cử trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2012, đã gặp ông Trump và đang được ông Trump cất nhắc tích cực cho vị trí ngoại trưởng cùng với một vài nhân vật quan trọng khác. Hôm 20 tháng 11, ông Trump đã gặp ông Chris Kobach, một quan chức ở bang Kansas có lập trường chống di dân trái phép và là một trong những nhân vật giúp mang lại thắng lợi cho ông Trump. Ngoài ra, Tổng thống đắc cử còn nói chuyện với nhà tỷ phú đầu tư Wilbur Ross, một ứng viên cho chức Bộ trưởng Thương mại, cũng như với nhà đầu tư toàn cầu David McCormick, nhà quản lý Hollywood tài năng Ari Emanuel và một số nhân vật quan trọng khác.